Anh chị em thân mến, tin mừng mà chúng ta suy gẫm trong tuần lễ thứ 31 này thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Người đừng bắt chước các kinh sư và các người Pharisêu, bởi vì họ không chân thành trong cuộc sống của mình. Họ nói mà không làm, họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Chúa Giêsu phê phán những người lãnh đạo tôn giáo thời của Người về cách giữ luật của họ. Niềm tin của họ chỉ nhằm phô diễn cho nhiều người thấy. Các nghi lễ nhằm giúp họ có được chỗ danh dự trong đám tiệc và trong hội đường. Điều đáng nói là khi họ tô vẽ cho bề ngoài được đạo mạo và uy nghi, họ lại không bận tâm đến anh chị em đồng loại của mình. Các người Pharisêu rất nghiêm khắc trong việc tuân giữ luật lệ, nhưng lòng họ thì vô cảm trước những đau khổ và khó khăn của tha nhân. Thưa anh chị em, qua bài tin mừng này, Chúa Giêsu cũng dạy tất cả chúng ta bài học về cách sống niềm tin một cách chân thành. Khi chúng ta lắng đọng và mở lòng mình ra trước Chúa, chúng ta dễ dàng nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót bất toàn. May mắn là Thiên Chúa không tìm kiếm sự trọn hảo nơi chúng ta, nhưng Ngài muốn lòng khiêm tốn và sự phục vụ mà chúng ta dành cho nhau. Chúa Giêsu nhắc nhở rằng chúng ta đều là anh chị em với nhau. Người thúc bách chúng ta biết sống yêu thương, phục vụ và tỏ lòng thương cảm với người khác hơn là một cuộc sống được tô vẽ bởi những lời khen tặng hào nhoáng bên ngoài. Để làm được điều đó, cần lắm một tấm lòng khiêm tốn thực sự. Khiêm tốn để nhận ra tất cả những thành công, những gì chúng ta có được đều nhờ bởi ơn Chúa. Và rồi nhờ đó, chúng ta dễ dàng quảng đại sẻ chia. Khiêm tốn để nhận ra mình cũng bất toàn, cũng đầy những khiếm khuyết lỗi lầm. Và nhờ đó, chúng ta dễ dàng cảm thông và nâng đỡ anh chị em mình. Dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta nguyện xin mẹ Maria, một mẫu gương khiêm nhường đích thực, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được mỗi ngày biết sống niềm tin một cách chân thành và đẹp lòng Chúa hơn. Amen. Giọt nước từng ngày trôi chảy ra biển rộng, hạt cát Chúa đã tác thành, giọt nước Chúa cho trong ngần cuộc đời con
trời đất hư vô là gì? Mênh mông giữa dòng nhân thế, rồi một mai sẽ quay về nguồn. Cùng đích của con là ngài, hạnh phúc chẳng khi phai tàn. Lòng thầm xin được trở nên che thơ nếp bên mẹ hiền. Ngài dạy con hãy có tâm lòng đơn sơ như trẻ nhỏ, nhiệt tâm dân thân phục vụ vì ngài yêu ai sống tự khiêm. Vì ngài yêu ai sống tự khiêm.